Những sai lầm thường gặp trong kinh doanh game net và cách khắc phục. Kinh doanh game net là một hình thức kinh doanh vô cùng hấp dẫn và có tiềm năng rất lớn trong thời đại công nghệ số. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có thể thành công trong lĩnh vực này. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý anh chị những lỗi sai thường gặp trong kinh doanh game net và cách khắc phục chúng một cách hiệu quả. Hãy cùng theo dõi video này để có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong kinh doanh game net nhé. Lỗi sai thứ nhất là lựa chọn vị trí kinh doanh không phù hợp. Lựa chọn vị trí không phù hợp không phải là nơi tập trung đông khách hàng mục tiêu, dẫn đến lượng khách hàng không đủ để đáp ứng cho nhu cầu doanh thu, là một lỗi sai khiến rất nhiều phòng game và cyber game phải đóng cửa một cách nhanh chóng. Để tránh gặp phải vấn đề này thì anh chị có thể lựa chọn vị trí mở phòng game hay cyber game theo 10 tiêu chí lựa chọn địa điểm mở quán game giúp đông khách mà Roy Esports đã chia sẻ tới quý anh chị ở video trước. Link sẽ nằm ở dưới phần mô tả. Lỗi sai thứ hai là không chú trọng vào đầu tư cơ sở vật chất để mang lại trải nghiệm khác biệt. Nếu anh chị đang có dự định mở phòng game hay cyber game ở các trung tâm thành phố lớn thì việc đầu tư vào cơ sở vật chất là điều bắt buộc để tạo ra dấu ấn riêng biệt, thu hút và giữ chân khách hàng. Điều này đảm bảo vị thế cạnh tranh với các đối thủ hiện tại cũng như các đối thủ sẽ xuất hiện trong tương lai. Việc không chú trọng vào đầu tư cơ sở vật chất sẽ rất dễ đẩy phòng game hoặc cyber game rơi vào tình thế phải cạnh tranh bằng dịch vụ giá rẻ, từ đó dẫn đến nguồn doanh thu và lợi nhuận rất thấp. Vì vậy, hãy chú trọng xây dựng vào cơ sở vật chất phù hợp cho mặt bằng kinh doanh và nếu đủ tiềm lực thì anh chị hãy tạo ra dấu ấn riêng cho cyber game của mình. Lỗi sai thứ ba là lựa chọn cấu hình thấp, linh kiện giá rẻ, linh kiện cũ hoạt động không ổn định. Đối với những khu vực cạnh tranh cao thì việc lựa chọn cấu hình thấp hơn so với đối thủ sẽ làm giảm đi trải nghiệm của người chơi và rất khó để thu hút khách hàng. Ngoài ra, việc lựa chọn linh kiện giá rẻ hoặc đã qua sử dụng sẽ hoạt động không ổn định. Qua một thời gian sẽ có những dấu hiệu xuống cấp rất nhanh chóng và không tránh khỏi việc phải sửa chữa. Để khắc phục được vấn đề này thì anh chị hãy lựa chọn những đơn vị cung ứng uy tín và có chế độ bảo hành rõ ràng. Lỗi sai thứ tư là không quản lý chất lượng dịch vụ. Một trong những lỗi thường gặp là không duy trì chất lượng dịch vụ. Để khắc phục thì anh chị cần thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, bảo dưỡng thiết bị định kỳ và duy trì không gian vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên kiểm tra và có quy trình đào tạo nhân viên kỹ càng. Lỗi sai thứ năm, không hỗ trợ và lắng nghe phản hồi từ khách hàng. Khách hàng có thể cảm thấy không hài lòng nếu không nhận được sự hỗ trợ cần thiết khi gặp sự cố. Để khắc phục được điều này, anh chị hãy đảm bảo khâu chăm sóc khách hàng của anh chị được vận hành một cách hiệu quả và trơn tru. Lỗi sai thứ 6, giá cả không hợp lý. Nếu giá cả quá cao so với chất lượng dịch vụ, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn đối thủ cạnh tranh khác. Tuy nhiên, nếu giá cả quá thấp, anh chị có thể không đạt đủ doanh thu để có thể duy trì kinh doanh. Vì vậy, hãy thực hiện nghiên cứu thị trường thật kỹ để có thể xác định được mức giá hợp lý. Lỗi sai thứ 7, quảng cáo không hiệu quả. Có rất nhiều yếu tố để làm quảng cáo hiệu quả. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải xác định được rõ đối tượng khách hàng mục tiêu và sử dụng kênh quảng cáo phù hợp để tiếp cận được họ. 8. Thiếu đổi mới. Trong một thị trường công nghệ thay đổi nhanh chóng, việc không liên tục cập nhật sẽ làm tụt hậu so với đối thủ. Anh chị cần thường xuyên theo dõi các xu hướng công nghệ mới và nâng cấp dịch vụ của mình một cách định kỳ. Lỗi sai thứ 9, thiếu các giấy tờ pháp lý và thủ tục hành chính cần thiết. Đây là một lỗi sai rất thường gặp và phổ biến. Có rất nhiều anh chị hoàn toàn chủ quan với vấn đề thủ tục hành chính. Việc này có thể dẫn đến việc có thể phải đóng cửa để hoàn thành thủ tục, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh. Nên anh chị hãy luôn ưu tiên và hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý trước khi vận hành hoạt động kinh doanh của mình. Nhìn chung, việc kinh doanh game net đòi hỏi sự quan sát, kiên nhẫn và hiểu biết về thị trường cũng như khách hàng. Hãy luôn sẵn lòng thay đổi để phù hợp với yêu cầu của khách hàng và thị trường. Cuối cùng, Rula Esports xin chúc quý anh chị sẽ thành công trong dự định kinh doanh của mình. Video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.